Chào mừng các bạn đang theo dõi tin tức 360 của kênh Gia đình Việt. Hơn một tuần qua thì bộ phim Bố Già đã làm mưa làm gió khuynh đảo cả cộng đồng mạng với sức hút vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt chú ý hơn nữa là những câu nói đi sâu vào lòng người của Trấn Thành, Tuấn Trần hay chị Lê Giang khiến cho cả khán giả đã vô cùng bồi hồi xúc động sau khi xem phim. Những câu nói đó đã chạm đến trái tim của tất cả mọi người. Đây là một bộ phim về gia đình mà khi ai đã xem rồi đều thấy những hình ảnh gia đình mình trong đó. Bộ phim vừa hài hước mà cũng khiến rất nhiều khán giả phải rơi lệ. Không những có sức nóng đến giới trẻ mà kể cả các cụ già, cô chú cũng đều đến rạp phim để xem bộ phim này. Những câu nói đắt giá mà khiến chúng ta phải suy ngẫm rất nhiều, đặc biệt là những câu nói khiến khán giả khóc quá trời quá đất của Ba Sang do Trấn Thành thủ vai và Quắn do Tuấn Trần thủ vai. Câu nói thứ nhất: sao vậy ba? Sao lúc nào cũng muốn dành hy sinh hết vậy? Lâu lâu thử hỏi người ta thử coi là người ta có nhu cầu hy sinh hay không. Đúng là ba mẹ luôn là những người hy sinh vô điều kiện cho chúng ta. Và những lúc nóng giận như thế này, ta luôn làm họ tổn thương bởi những câu nói khiến cho cha mẹ phải đau lòng. Ba mẹ sẽ chẳng bao giờ sống cho mình cả. Cả đời cứ quanh quẩn lo lắng cho con cho cái. Hay dù cho con cái muốn ba mẹ mình có cuộc sống sung túc hơn, nhưng ba mẹ bạn chỉ thính sống cuộc đời sống cũ xưa giờ. Mà bạn có nghe câu này của Quắn? Nhưng ba mẹ bạn chỉ thích sống cuộc sống xưa cũ. Giờ có bạn nào nghe câu này của Quán trong phim mà nhớ tới rằng mình và ba mẹ đã từng cãi nhau về chuyện này không nhỉ? Con kêu ba lên đây là để ở, là con muốn làm mới cuộc sống cũ của ba, chứ không phải là ba làm cũ cuộc sống mới của con. Thứ ba, câu nói: tao cảm ơn, ăn tiền mày chắc tao sống thọ. Đó là lời nói mà khi ba Sang nói ra, bạn từng nghĩ khi có tiền rồi bạn từng làm gì với ba mẹ hay không? Thứ tư, tao già rồi, sống có bao nhiêu, mày để tiền đó lo cho tương lai của mày và bùa tọt đi. Hay một câu nói như vậy: tao nói vậy là để tao giữ cho con cho cháu mày đã quắn. Tao nói với tư cách của người đi trước, tao đã từng thành công và giờ tao thất bại. Liệu là khi nghe hai câu nói đó, bạn có thấy sự quen thuộc mà ba mẹ mình thường hay nói với mình hay không? Hay là những câu nói trách móc, giận hờn, phu vơ của ba mẹ cũng được Trấn Thành đang xen vào bộ phim. Câu nói thứ sáu: giờ tao thấm rồi, nuôi con thì nó dễ, còn con nuôi thì nó nhục lắm. Hay sự nhiệt tình và tính cách bao đồng cùng với tình yêu thương của người thân vô điều kiện rồi nhận lấy sự thiệt thòi của mình cũng khiến tình cảm cho con bất đồng với những câu nói chạm đến trái tim mọi người. Như những người mà ba gọi là chị em, bên trong họ đâu có yêu thương ba, thì những người đó chỉ nên gọi là họ hàng. Và câu nói đối đáp: nhưng đó là gia đình tao mà Quắn, tao nhịn gia đình tao thì có gì là sai. Và một câu này nữa cũng làm tôi rất là xúc động: nhưng mà tao thương mày mà, tao thương con tao mà. Đây cũng là câu nói mà có lẽ trong lúc cãi nhau, Quắn đã buông những câu nói không hay và người cha Ba Sang phải thốt lên câu nói đầy đau buồn như vậy. Bộ phim này không chỉ hay về mặt cảm xúc, mà những câu nói của Ba Sang và Quắn vô cùng đời thực, xảy ra của mỗi nhà. Mỗi lần xuất hiện, chị Lê Giang lại làm mát lòng khán giả xem phim bằng những câu nói thấm thía, thỏa mãn cảm xúc của khán giả. Đầu tiên là câu nói: hồi đó hiền lành dễ thương lắm, tại mấy đứa quỷ này làm dữ, làm riết rồi cũng giữ theo. Đây là lời biện hộ nho nhỏ dễ thương khi Cẩm Lệ có hành động đuổi đánh ông hàng xóm khoái đánh con. Đặc biệt là vì tỏ ra hổ báo trước mặt Rush Ba Sang, Cẩm Lệ phải có lời cứu cánh để vớt vát lại hình tượng cô thợ may đảm đang, đầm thắm ngày nào. Kể từ đây thì khán giả biết được thêm một nhân vật điên nữa của bố già, nhưng sau đó thì không thể không thương. Một câu nói của Lê Giang nữa làm cho người ta phải suy nghĩ: bớt sống cho người ta lại, sống vì mình đi. Sau khi biết tin Ba Sang tự ý bán nhà để giúp Quắn, Cẩm Lệ đã rất bực tức. Cô mắng Ba Sang tào lao, thế nhưng mà vẫn thẳng thắn bảo rằng Quắn là con cháu của cô và cô có thể giúp nếu nó có thể. Tôi có tiết kiệm mà, tôi lo cho nó trả nợ thì nó đâu có bán nhà. Cẩm Lệ coi Quắn là hàng xóm, tối lửa tắt đèn với nhau, cũng yêu thương cậu và vì cậu là con trai của người cô thương. Sau cùng thì Cẩm Lệ cũng khuyên Ba Sang hãy sống cho mình thay vì lo chuyện bao đồng của người khác đi. Câu nói thứ ba: xin lỗi cha mẹ thì khó lắm, còn nếu mà nói được thì nó dễ thương lắm luôn. Đây có lẽ là câu nói chạm đến trái tim mọi người nhất. Trong bữa tiệc tân gia căn hộ cao cấp mới của cha con Ba Sang, lúc đến trễ Cẩm Lệ đã nhận ra tình hình có vẻ rắc rối, nên chỉ khuyên Quắn bữa nào xin lỗi Ba Sang miếng cho ông vui. Lời xin lỗi dành cho cha mẹ thì luôn khó nói, nhưng nói ra được thì nó mới vơi đi được nỗi u sầu. Có thể thấy chúng ta xin lỗi bạn bè, anh chị em, cô chú hoặc người lạ, nhưng với bố mẹ thì sao nó khó quá.
Thứ tư, mày đừng có ép ba mày nữa. Mày mới được trả nợ, mày đừng có xài thái độ như vậy, tao thấy không có được đó nha. Nói gì thì nói, hễ đụng chuyện là cô thợ may của bố già lại bật mút ngầu ngay. Khi thấy quán thái độ với ba Sang, cô liền can thiệp và dạy dỗ cậu tại chỗ. Có thể thấy thì Cẩm Lệ còn là một người rất trượng nghĩa, biết nhìn nhận đúng sai với tư cách là một người ngoài cuộc nhìn vào trong. Câu nói thứ năm, cô Cẩm Lệ kêu đi khám tổng quát mà không chịu, sợ bệnh viện, giờ sợ chết không? Tuy chỉ là vài thứ nhưng cô Lệ của bố già luôn có những khoảnh khắc vô cùng chân thật, dễ khiến người xem phải mũi lòng. Khi biết ba Sang bị bệnh, cô ngoài miệng cứ trách cứ này nọ, thế nhưng trong lòng đã tranh thủ tìm mọi cách để giúp đỡ crush của mình. Câu thứ 6 cũng vô cùng đáng yêu đến từ Cẩm Lệ. Bác sĩ dặn Sang từ nay về sau ăn cái gì không có nước, một tí xíu cũng không được luôn. Ăn thịt, không uống sữa. Mỗi buổi sáng Lệ sẽ làm đồ ăn sáng cho Sang. Nghe qua thì có vẻ bình thường đó, nhưng từng câu từng chữ nó đều chứa đựng một tình yêu mà Cẩm Lệ dành cho ba Sang. Các bạn đã bao giờ được ai đó quan tâm mình đến như vậy chưa? Một câu nữa mà tôi cũng rất tâm đắc, bởi vì ai mà có người yêu mà nói được câu này chắc là mát lòng mát dạ lắm đó. Tôi mà là vợ của ông, xin lỗi đừng có ai ăn hiếp ông, tôi chơi cho tới luôn. Hai câu nói cũng Cẩm Lệ với bố con nhà ba Sang. Con mới khá có một năm thôi, còn ổng, tính tình của ổng đeo đuổi mấy chục năm rồi, cho nên bây giờ thay đổi đâu có dễ. Sau khi nghe xong câu này thì bạn có thấy hình ảnh của mình trong đó hay không? Có thể thấy đây là một bộ phim tình cảm tuyệt vời và gần gũi nhất của chúng ta. Không biết rằng là các bạn thích câu nói của nhân vật nào nhất? Hãy comment bên dưới cho chúng tôi biết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng. Hãy nhớ là like, share và subscribe kênh Gia Đình Việt để cập nhật những video mới nhất nhé.